Chào anh em nuôi chim sinh sản nha. Hôm nay thì mình đi bắt dế cho chim ăn đây. Thì đây là dế mà ở ngoài đồng, dế ruộng này, chim rí này cho chim ăn rất là tốt. Chim non ăn là rất cực kỳ luôn. Thì tại vì cái này nó ăn tốt hơn này là dế này thì nó chỉ ăn cỏ thôi. Ăn cỏ và nó ăn cái củ mì nè. Chứ còn dế nuôi thì cho người ta thường thường ăn cám, hay chim nó ăn nó dễ bị chảy lắm, dễ bị đường ruột lắm. Mình thì tháng mùa là mình đi bắt dế này nè, cho chim nó ăn nè. Đó, gái rồi nghe. Dế nhiều lắm. Đây thì mình bắt ha. Bắt nó xem rồi. Đó. Nè, dế này nó rất là mập. Đó, rất đẹp phải không? Bỏ vô. Đây, cái con này. À, dế non nè. Thì dế này dành cho trồng màu non hoặc chè lửa, chè than. Ok luôn. Mình đang nuôi thử mi khú mà không biết sao đây. Lúc này mình đang đi vô mùa, mình đang đi bắt nha. Đây đây. Đây mình tiếp tục đi bắt nha. Nè, dế nó nằm ở đó, nó chạy ạ. Đây nữa nè. Đó. Đó, dế mập không? Chạy lắm. Đó, dế nó rất là mập. Dế này thì nước trong bụng nó rất là nhiều. Thì cho chim nó non ăn là rất là tốt. Nhất là chè màu hoặc là chè lửa, chè than này ăn chim non nó rất là mập. Đây. Đây bụng nó là đó. Rồi, đây mở coi. Đây nó nằm nè, nào ở đây nữa nè, dế nhiều lắm, dế đây là rất là nhiều. Dế này là dế đá, dế này là mấy con dế lớn là mình kho quẹt là ngon cực kỳ luôn, ăn rất ngon. Con này cho chim non ăn là hết ý luôn, này nó rất là mềm nè, này nó nở này mấy ngày rồi nó mềm lắm. Thì mình ở đây là mình tối là mình đi bắt dế thì mình cho ăn như vậy nè, chứ mình không có mua nữa. Nếu một kia thì mình mua, còn mình bắt về rồi giờ mình nuôi cho nó đẻ luôn, dế nuôi dế cho nó đẻ luôn. Thì mình cũng đang nuôi cho nó đẻ, để bữa nào nó nở mình sẽ quay cho anh em xem. Nè, cái này dế đá nè, mập lắm à, nó rất là mập mà nó mềm lắm. Này là cho chim ăn là hết ý. Thì mình chịu khó mình đi bắt về mình đỡ tốn tiền mua. Rồi mình bắt về mấy con nữa, cái gì mình mấy con mái với mấy con trống cái mình về mình bỏ cho mình nuôi. Nuôi cho nó ăn. Nó đẻ màu lắm. Dế này mới lựa mấy con dế mập á. Này, dế nào nè, này dế này dế trống nè. Này. Mình lựa con dế trống và với mấy con dế mái á là nó mập mập á, cái về cái mình bỏ đất vô cái nó đẻ. Bỏ cái mâm đất vô cái nó đẻ mấy ngày cái nó nở nhiều lắm. Để bữa nào dế mình nở mình quay cái clip cho anh em xem về cái mình nuôi. Tại vì một tới mùa này nó mới có, nhưng lúc này là chưa nhiều đâu, nó còn khoảng đổ mưa xuống kìa, khoảng 10 ngày mười mấy ngày gì nữa đó. Dế này nó lanh lắm, nó nhảy lung tung á, không phải nó nhìn cái kiểu đó, nó nhảy mình thấy mệt luôn. Bò đó chạy nhanh lắm. Thì mình bắt thêm chút xíu về đủ ăn, ngày mai mình đi bắt tiếp. Đây mình vừa đi bắt dế mà mình vừa tập thể dục luôn. Đây đó, nằm dế như vậy là chim non là ăn là rất là cực kỳ luôn. Mình vừa cho chim non ăn mà vừa cho chim đang chuẩn bị đẻ nữa. Đây những dế mái nè, còn dế nó nhỏ li ti nó mới đang nở nhiều lắm, này mấy ngày nữa là dế nó lớn lên vừa ăn nhiều lắm. Để mình đi tiếp. Thì mình cho ăn dế này thì nó an toàn hơn là dế người ta nuôi sẵn. Tại người ta nuôi sẵn nó nuôi nhiều, thường người ta cho ăn thêm cắm gà đó này kia, chim non ăn nó không tốt. Còn mình về mình nuôi cái này mình
bắt về nếu mình có cái thùng gì đó mình bỏ cho mình nuôi rồi nó đẻ ra chim con ăn cũng rất là cực kỳ. Mình dưới này nó to lắm, đẻ chừng mấy ngày là mình cho chim non ăn được rồi, nhanh mau lớn lắm, cứ bỏ cỏ cho cái nó ăn thôi. Mình đi kiếm nữa rồi. Mấy con lớn này thì mình cho chim quả mi với khú chè than ăn. Chè lửa là cũng con này cũng hơi to lắm. Nó to nhưng mà nó chưa có ra cánh luôn nè. Thì hôm nay mình quay cái clip tới đây cho anh em xem để mình biết cách mình đi bắt dế cho chim ăn. Nhiều khi mình đêm anh em nghe dế gái mà không biết nó làm sao mình mới bắt đêm rất dễ nè. Rồi, nãy giờ mình bắt nhiều lắm. Rồi xin chào anh em nha.